buôn xe cũ thì có dễ không? Xin chào tất cả quý vị và bạn, và tôi là Đạt Xe Tải đây. Sau cơn mưa thì trời lại sáng. Đấy, cả tuần mưa ròng rã, lầy lội hết cả sân đây. Đây, ngày xưa là ở đây nó có một cái mái vòm thì mình bỏ qua rồi, mình bỏ ra và bỏ luôn cả hai cây xấu này đi để cho mỗi không gian view nó thẳng tiến từ ngoài vào trong nó rộng hơn. Đấy, để anh em lái xe nó dễ hơn và xếp xe từng hàng một để anh em xem xe nó rõ và dễ hơn. Đó. Thì hôm nay thì rảnh rỗi một tí, chia sẻ tâm sự về đời tư một tí cho anh em về nghề xe. Người ta bảo là làm nghề xe ô tô cứ tưởng là nhiều tiền, nhiều đêm đâu hết cả đâu. Quán xa đi thuê, tiền nhà tăng giá. À ha 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 ha. Ơi trời ơi, nghề nào cũng là nghề thôi. Cái gì cũng có cái khó và cái gì cũng có cái dễ của mình. Ngày xưa ấy, nếu ai hỏi mình, thậm chí cả bây giờ ấy, nếu ai hỏi mình là anh có làm vì đam mê hay không, ô tô có phải đam mê của anh hay không, thực sự chia sẻ luôn là không. Mình đam mê chia sẻ nhiều hơn. Ngày xưa bắt đầu với cái công việc đó là đi chia sẻ về những cái công cụ, những cái kế hoạch làm marketing thương hiệu ấy. Sau này thì có duyên thì bén duyên với lại ô tô. Tại vì là thời điểm đấy thì mình mở công ty thương hiệu, marketing quảng bá doanh nghiệp, nhưng ở Thái Nguyên thì nó không hiệu quả lắm. Thôi thì mình marketing về ô tô cho doanh nghiệp khác thì hiệu quả, nhưng mà công ty mình thì làm mà chả hiệu quả cái gì, thì cứ phải kiếm sống đã. Thì cái nghề ô tô thì nó đã nuôi sống của mình suốt từ những năm 2017 đến bây giờ, và bây giờ gắn bó đến tận bây giờ. Còn đâu hàng ngày ấy thì mình vẫn cố tìm những cái đam mê ở trong công việc của mình. Ví dụ đơn giản là làm những video như thế này thì mình cảm thấy vui, cảm thấy sướng. Làm những video chia sẻ cho mọi người về cách chọn được một chiếc xe cũ chất lượng thì mình cảm thấy vui, mình cảm thấy sướng. Vậy là ok rồi. Đấy, đấy là cái đam mê của mình ở trong cái công việc của mình. Thì mình nhận ra một cái điều là chúng ta thường ấy thì cứ đi tìm kiếm đam mê mà quên mất rằng là đam mê nó sẽ tạo ra và được sinh ra trong cái công việc của mình. Đấy, mình thì biết bao giờ mới tìm được đam mê bây giờ? Chỉ có biết là trong cái công việc của mình tạo ra cái đam mê mà thôi. Đấy, biến cái công việc của mình trở thành đam mê. Ví dụ mình cảm thấy rằng là nó vui, nó sướng khi được chia sẻ, thì làm ô tô không phải đam mê của mình, nhưng ở trong ô tô thì mình làm những video clip chia sẻ, mình cảm thấy nó có ý nghĩa với cuộc đời này thì mình làm thế thôi. Còn đâu là làm ô tô có dễ hay không thì thực sự là nếu bạn quyết tâm, hoặc nếu bạn quay cái nghề hiện tại, có thể ô tô, có thể nghề hiện tại ấy, nó là cái công việc để bạn sống, bạn tồn tại, thì bạn sẽ làm được. Nếu bạn lấy vợ, sinh con mà chính cái nghề nghiệp của bạn nó bắt buộc phải kiếm ra tiền để nuôi sống gia đình bạn thì bạn phải làm thôi, và từ đó thì bạn sẽ có sức bật để vươn lên, thế thôi. Còn thì ai có những cái bước nhỏ, bắt đầu từ những bước nhỏ thì mới có những bước lớn được. Ngày xưa thì cách đây khoảng từ những năm 2018 thì nhà mình cũng chỉ có một cái salon nhỏ nhỏ, vài ba con xe ở trên kia thôi, cách đây 50m. Thì bây giờ nó là cơ sở 1 rồi. Ở đây hiện tại mình đang đứng là cơ sở 2. Thì đây, từ vài ba con xe nhỏ thì bây giờ nó đầy đủ cả những mẫu Kia và Olin. Đấy, cả Kia và Olin luôn. Thì trong quá trình mình làm kinh doanh thì mình rút ra ba cái điều để trả lời cho cái câu hỏi là làm ô tô có dễ hay không. Thứ nhất, nếu mà để mà làm được nghề ô tô ấy thì bạn cần phải, cái quan trọng nhất đó là cái tư duy đúng. Có rất là nhiều doanh nghiệp làm ô tô thất bại, có một tí vốn bỏ ra nhưng mà ấy, thấy người ta làm thì mình cũng làm thôi, thấy người ta lập kênh YouTube thì mình cũng lập kênh thôi, nhưng mà dường như được một tháng hai tháng duy trì, bán được vài ba con xe đầu, vài con nữa thì thậm chí có những con om cả một năm, lãi ngân hàng trả còn trả nổi ấy, sập. Còn những người tư duy đúng ấy, tôi lấy ví dụ như anh của tôi, kênh Việt Bắc Ca ấy, anh Cường lập cái kênh đấy, đấy lập cái kênh Việt Bắc Ca trong cái thời điểm mà dường như cái thị trường xe con nó bão hòa kinh khủng luôn, nhưng chưa đến một năm sáu tháng là kênh đã lỗ, và dường như là hiện tại bây giờ anh cũng khá là, tôi không biết là anh cái giàu cỡ nào, nhưng thứ nhất là ngày nào cũng có xe ra xe vào và rất là nhiều yêu quý ấy, và biết đến kênh Việt Bắc Ca. Trong khi đó Việt Bắc Ca thì bán xe con nhưng mà sinh sau điểm muộn ở thành phố Thái Nguyên. Đơn giản như vậy thôi. Nó là tư duy đúng quyết định đến 80% cái sự thành công của mỗi công việc. Đấy. Bạn nghĩ rằng là bán ô tô để kiếm tiền, nhưng những người thành công thường nghĩ là bán ô tô để giúp, thứ nhất là gì? Giúp gia đình mình. Thứ hai là gì? Giúp nhân viên của mình có thêm thu nhập. Thứ ba là gì? Giúp những người nhân dân có một công cụ phát triển kinh tế gia đình. Đấy, phải nghĩ được như vậy. Thứ hai nữa là bạn sử dụng là gì ạ?
là nó là công cụ, đúng, công cụ tức là gì, bạn sử dụng những hình thức, ví dụ như là làm ô tô như này thì bạn bây giờ bảo là bán hàng truyền thống thì thực sự là ngày xưa thôi, ngày xưa thì cứ nghĩ rằng ô tô thì ai bán online, ai ship online bây giờ. Nhưng những người đi đầu tiên, mình làm từ ngày làm những video đầu tiên thì có nhiều sự ném đá, làm kỹ thuật quay phim cho anh Mạnh Ô Tô ấy, từ thời điểm đó thì rất là nhiều người ném đá. Còn đâu là sau này thì thực sự là bây giờ chỉ cần search mua xe ô tô cũ thôi là sẽ ra những tên tuổi đó rồi, đúng không ạ? Thì mình phải đó là sử dụng những công cụ, khách hàng mình ở nền tảng nào thì mình sử dụng những công cụ đó để tiếp cận với khách hàng, phục vụ khách hàng, bán hàng là phục vụ, được chưa? Mình khách hàng sử dụng công cụ nào thì mình sử dụng công cụ đó để tiếp cận khách hàng, phục vụ khách hàng. Đấy, tư duy đúng, công cụ đúng, rồi là gì ạ? Kiến thức đúng. Thì ngày nào cũng vậy thôi. Cái kiến thức này ở đâu? Cái kiến thức này để mà xem đặt xe tải thì nó không hết ở đâu. Thực tế bạn phải vấp ngã thật là nhiều. Còn đâu mà muốn vấp ngã mà nó không chết được thì cứ hỏi những người mà đi trước. Những cái có những cái vấp ngã mà nó không thể đứng lại được thì bạn tránh ra phải tìm hiểu sâu đấy. Tôi đi mua ô tô thì anh em phải thuộc giá của từng dòng xe, mua ô tô con thì phải check giá được từng dòng xe, bản xe bao nhiêu tiền, tất cả quy về tiền, quy về giá, định giá xe. Đấy, xe cũ cũng vậy, xe ô tô tải cũng vậy, thì phải biết rằng với chiếc xe này thì bán được bao nhiêu tiền, nếu mua về thì bán được bao nhiêu tiền, và có những cái lỗi như thế này mua về có xử lý được hay không, và bán được hay không, và bán được bao nhiêu tiền. Mình thì định giá được, mình có thể không phải là người thợ máy, thợ sửa chữa, nhưng mình sẽ biết được rằng những cái lỗi đấy có xử lý được hay không, và xử lý hết bao nhiêu tiền để mình cấu thành định giá được con xe đấy hết bao nhiêu tiền. Và chúng ta cũng phải có một cái tầm nhìn đó rằng dòng xe đấy bây giờ mua về nó có bán được hay không, bán nhanh hay bán chậm, nếu bán chậm thì miếng nó có gồ ghề hay không. Đấy, mình phải thẩm định, mình phải định giá được chiếc xe đấy. Thì đó là chia sẻ đôi chút, đôi nét. Chính xác là bạn phải có tư duy đúng 98%. Thứ hai là công cụ đúng, hỗ trợ và tiếp cận phục vụ khách hàng. Và thứ ba nữa là kiến thức đúng để mà mình không mắc sai lầm. Cái quan trọng là như vậy các bạn ạ. Thì đó là cái chia sẻ một chút về đời tư, nghề xe. Buôn xe thì nó không dễ. Cái khó ở đây là bạn có yêu và thích cũng như là tâm huyết với nó hay không thôi. Cảm ơn bạn, chúc bạn thành công.